cần đi lao qua thôi. Rồi, con này nó không hiểu kiểu gì mà nó vẫn chui vào được anh ạ. Trước cũng đi sơn lại rồi anh em đây, nhưng mà nó lại bị mờ mất rồi. Đợt này không sử dụng sơn nữa, sơn là không thời gian không được lâu. Đây có một cái tem, có một cái nhãn này, nhãn này chưa ấy. Đạp thịt này rất đều nhé, dùng một thời gian nó lại hỏng mất. Mấy cái lỗ kiểu này nó rất hay côn trùng nó vào. Thì nó đã khô lại nhá.
cao su nó ăn đối với nông thôn thì khu vực miền núi thì nó không không ăn thua anh em nhé. Đẹp phết anh em ạ. Nó như cái hình nấm này này. Đúng chuẩn rồi anh em ạ. Đúng lim rồi đấy.
trước này, ở trong này. Chúc là một chúc trước kiến chui vào cho nên phải mở ra nhá. Taxi. Khắp ơi. Heo ông mồm cơm lấy con đuôi cơ. Chưa. Quán nó kia đi xa lấy cho mày. Em là sao mà? Mày ngon phết rồi nha.
trước dùng silicon nhưng mà silicon tốn lắm, không đủ tiền, không đủ tiềm lực kinh tế. Một chai silicon cũng bằng cái này, chai này hay hơn anh ạ, nó mới nó bịt kín được. Silicon thì nó chắc chắn lắm. Chai này lọ này ngon, cầm nó tiện. Vừa mới làm được là 6 tủ nha các bạn, buổi chiều nay. Căn bản vào đây nó xa. Vào đây đã gần 3 giờ, hơn 3 giờ. Mùa này thì nó nhanh tối. Bây giờ vừa có 5 giờ. 5 giờ mà nó trời đã tối rồi, cũng phải đi ra thôi. Ồ tối quá. Alo. Chưa sếp. Sao vậy? Chưa. Đang trong bác sĩ cơ. Em đi củng cố đáp. Em đi củng cố đáp. À thủ cáp. Muộn đấy. Làm cho xong vào đây nó xa. Anh bị làm sao? Không thông sợi hôm trước 4 sợi kia không thông á? Nó xoay thông à? Mày đo mà đó. Hả? Cúp lơ ở 17811 á? Mai đấy làm chờ 6 giờ tí nó tối mịt này. Mình là người có thời gian cơ mà. Nhưng mà nó không có tín hiệu mà để mà to thử nhỉ. Anh xoay nó sáng rực rỡ là được mà. À không cần rực rỡ đâu. Đông lúc nãy đâu. Như vậy. Nên để mai đi xếp. Ừ.
Nghĩa giờ này còn chưa, em mà chưa về thì Nghĩa còn lâu. Hôm nào chả về muộn. Mai đi. Tối. Phải làm ngay trong ngày. Làm gì, làm lương có cao đâu mà làm. Làm ít thôi. Xa. Đây là cái trường bán chú anh ạ. Thank you.